Xin chào tất cả các em đã đến với kênh review các sản phẩm hot hit tại Kid Plaza cùng với chị Hạt Tiêu nha. Hôm nay chị sẽ đem đến các em sản phẩm gì đây? Đây chính là sản phẩm cam dụng của bác sĩ các em ạ. Bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau khám phá về sản phẩm này nha. Chị khá là tò mò, không biết ở trong này có những cái bộ đồ chơi gì thú vị dành cho các em và chị đây. Bây giờ chị sẽ mở ra để các em cùng xem với chị nhé. Cặp dụng cụ này của chúng ta có hai cái đầu khóa này, mình sẽ mở ra để khám phá này. Wow, đây chính là các cái sản phẩm bên trong của cặp đồ chơi đấy các em ạ. Ở trong cặp này của chúng ta sẽ có hai khay nhỏ, chị sẽ mở ra cho các em nhé. Đầu tiên mình sẽ đi đến cặp đầu tiên này. Cặp đầu tiên của chúng ta sẽ có tai đeo ống nghe này, chắc hẳn là nhiều em biết rồi đúng không nào? Đây chính là tai đeo ống nghe của bác sĩ đấy. Còn đây chính là chiếc cặp vali nhỏ nhỏ xinh xinh của bác sĩ. Và các cô y tế hay xách theo trong những trường hợp cấp cứu gấp hết em ạ. Còn đây chính là lọ thuốc đấy. Đây là lọ thuốc mà giúp cho rất là nhiều bệnh nhân có thể chữa khỏi rất là nhiều bệnh. Đây chính là cái khay để đựng dụng cụ của bác sĩ này, đựng kéo và các cái dụng cụ tăng công y tế đấy các em ạ. Đây chính là mắt kính. Mắt kính này dùng để cho bác sĩ đeo và khám bệnh cho bệnh nhân được rõ hơn. Còn lại đây, đây chính là dụng cụ thăm dò khám bệnh đấy các em ạ. Đây chính là cái bảng để cho các bệnh nhân đến và điền tên, điền thông tin này và các triệu chứng của bệnh thì cho bác sĩ dựa trên cơ sở này khám bệnh cho mình đấy. Và khay đồ tiếp theo của chúng ta, đây chính là dụng cụ đo huyết áp. Và đây chính là cái chiếc đèn nhỏ nhỏ xinh xinh này sẽ giúp soi sáng các cái bộ phận hoặc là mắt cái gì tai mũi họng để cho bác sĩ khám và thăm dò xem là các cái cơ quan bộ phận của mình gặp phải vấn đề gì các em ạ. Đây chính là kính lúp này giúp cho bác sĩ có thể phân định và biết được các nhóm máu này, rồi là nhận biết được các cái nhóm vi khuẩn này. Sau này các em lớn, em nào muốn làm bác sĩ thì đây là một cái dụng cụ không thể thiếu được. Và đây chính là cái ống để đựng các cái dung dịch của bác sĩ. Đây chính là kéo đấy. Đây chính là kéo để bác sĩ dùng để cắt. Đây là kìm. Cái kìm này để cho bác sĩ dùng để. Và đây chính là dao các em ạ. Đây là cân. Cân này dùng để đo cân nặng của cơ thể. Đây chính là hộp đồ dùng để đựng những cái dụng cụ và các cái mẫu để kiểm định của bác sĩ. Và đây chính là cái cốc nhỏ để đựng các dung dịch các em ạ. Vậy là chị đã giới thiệu với các em xong bộ sản phẩm này của chúng ta rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau dọn gọn lại vào trong hộp nhé các em. Vậy là sau khi chị và các em cùng nhau cất gọn vào trong vali thì nhìn chiếc vali của chúng ta khá là gọn hẽ đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không nào? Vali này mình có thể xách đi mọi nơi rất là tiện lợi này. Hôm nay chị đã giới thiệu cho các em xong bộ đồ chơi sản phẩm bác sĩ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo nha.